Chùa Đội Sơn, di tích quốc gia đặc biệt. Chùa Đội Sơn hay còn gọi là Long Đội Sơn, tọa lạc trên đỉnh núi Long Đội, thuộc địa phận xã Đội Sơn, Duy Tiên, Hà Nam. Trải qua gần 1.000 năm, với bao thăng trầm của lịch sử, chùa vẫn được biết tới như là một địa danh nổi tiếng, là trung tâm Phật giáo của Trấn Sơn Nam xưa. Chùa có tên chữ là Diên Linh Tự, do vua Lý Thánh Tông và vương phi Ỷ Lan chủ trì xây dựng năm 1054. Đến đời Lý Nhân Tông, nhà vua tiếp tục cho xây dựng và phát triển. Tháp Sùng Thiện Diên Linh từ năm 1118 cho đến năm 1121. Qua nhiều thời đại và nhiều biến cố của lịch sử, ngôi chùa nhiều lần được trùng tu tôn tạo nhưng vẫn giữ được nét cổ kính. Quần thể di tích Long Đội Sơn có kiến trúc khang trang với khuôn viên xây dựng lên đến 10.000 mét vuông. Từ dưới chân núi qua 373 bậc thang bằng đá xẻ, đá phiến, chúng ta sẽ lên đến chùa Đội Sơn. Chùa Đội Sơn lưng tựa vào núi Điệp với ba dòng sông uốn khúc bao quanh. Ngôi chùa hiện còn giữ được nhiều di vật quý như tượng Phật Di Lặc bằng đồng ở chính điện, 6 pho tượng kim cương bằng đá, bia đá Diên Linh được đặt trên đế đá chạm rồng, hoa văn trang trí trên bia mang đậm phong cách nhà Lý. Quanh chân núi có 9 giếng nước tự nhiên mà dân gian gọi là 9 mắt rồng. Từ trên đỉnh núi phóng tầm mắt ra xung quanh, khung cảnh khoáng đạt nên thơ, có cánh đồng lúa, bãi ngô, ruộng khoai mượt mà tươi xanh. Chân núi có dòng Châu Giang quanh co lượn khúc như dải lụa đào uốn quanh. Quần thể di tích chùa Long Đội Sơn có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, tâm linh to lớn. Từ xa xưa, tín ngưỡng dân gian đã coi Đội Sơn là trái núi thiêng. Theo phong thủy thì đây là nơi đất phát nghiệp bá vương. Cho tới ngày nay, người dân vẫn thường qua lại nơi này vào mỗi dịp lễ Tết để cầu khấn và gửi gắm những nguyện vọng, những mong ước của họ. Đứng ở chùa Long Đội Sơn, chúng ta nhìn thấy cả một vùng đồng bằng trù phú bao la với dòng sông Châu uốn khúc như một dải lụa ôm lấy cánh đồng phì nhiêu, những thửa ruộng dưới chân núi Đội gắn liền với sự kiện lịch sử vua Lê Đại Hành cùng văn võ bá quan lần đầu tiên cày ruộng ở Đội Sơn vào mùa xuân năm 987 để khuyến khích mở mang nông trang. Với những giá trị lịch sử văn hóa và vẻ đẹp vừa uy nghi vừa cổ kính, năm 1992, chùa Đội Sơn được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến tháng 12 năm 2017, chùa Đội Sơn là một trong 10 di tích trong cả nước được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội chùa Đội Sơn được tổ chức hàng năm vào ngày 21 tháng 3 âm lịch, thu hút đông đảo du khách. Đó không chỉ là dịp mọi người về đây hành hương lễ Phật, mà còn để tham gia vãn cảnh, tìm hiểu di tích lịch sử, chiêm ngưỡng ngôi chùa bề thế một thời và thưởng thức các vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của thiên nhiên. Mời các bạn cùng ký sự di sản UNESCO tham quan chùa Long Đội Sơn.
bạn thế độ đang theo anh chữ ba sáu bát thì sẵn sàng qua môn hành thái bạn bạc bình an gia sai quá. Chúng ta cảm thấy là cái bạn 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 cái bạn